Và lời nói đầu tiên cho phép Ngọc Thương xin được gửi đến toàn thể quý vị khách quý với một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và kính thưa quý vị, và cũng để liên tục chương trình thì Ngọc Thương xin gửi tặng đến toàn thể quý vị ba câu giọng cổ trong bài tân cổ được mang tên Lòng Mẹ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Công mẹ sinh con với bằng năm biển lớn, chỉ có càng không kia không bờ không bên mới sánh được với lòng mẹ thương con vốn không tận công cùng. Lần con đạp mẹ thêm đau, mẹ mừng thêm chút nữa, chắc là con trai nên con đạp con trời. Lắm khi mẹ ngủ say rồi mà vẫn phải giật mình tỉnh giấc. Ngọc Thương xin chân thành cảm ơn những tình cảm và những tin lộc thân thương của toàn thể quý vị rất nhiều ạ.